Ê, bữa nay trường mình vắng quá ha. Ừ đúng rồi. Không mấy giờ ngủ bảy làm một clip bắt trốn nữa đi. Đúng rồi, hợp lý á. Bây giờ đi kêu mấy người kia với lại kêu bảy làm đi. Đi. Anh Tài, anh Khai ơi. Cái gì? Giờ mình ngủ quẩy đi quay lấy bắt trốn đi. Hổng gài à, em muốn chơi bắt trốn quá à. Vậy à, mày đi ngủ quẩy đi, tao đi ngủ mấy đứa. Ok. Đi. Cái gì vậy? Tại tại trời. Bỏ gì miệng nghe luôn. Không có. Vậy nè, lẹ chào các bạn đi. Chào bè. 1, 2, 3. Bạn cứ chào. Rồi hôm nay team của mình sẽ chơi trò trốn tìm ở trường tiểu học nha các bạn. Yeah. Trốn đi cho 20 phút đi trốn đó. Người cuối cùng trốn tìm nha. Đi trốn nha các bạn. Rồi con đang sẽ đi giáo bạn. Mình sẽ đi trốn nha bạn. Rồi sẽ quay. Đây là trường lớp của mình nha bạn. Mình sẽ vô đây trốn nha các bạn. Ông bác bảy tìm nha bạn, đi mình đường này nha bạn. Ok. Sẽ trốn đường này. Lớp đi học chỗ này. Đúng rồi, chỗ nó ngồi đấy. Mình sẽ xuống đàng hoàng nha. Rất là bí ẩn. Đường nào nha bạn. Đây, chị quay cho các bạn coi nha. Giống như đợt trước mình làm cái sống. Từ để tao mà. Ôi, mấy con quỷ đi. Nó thùng cái lỗ bạn. Cái lỗ bạn đi. Các bạn ơi, mình sẽ trốn rồi nha bạn. Mấy đứa này nó thấy hết trơn rồi nha. Sẽ đi nha các bạn. Các bạn như này ha. Thằng Ngân với thằng Tại đó bạn. Dọn đi, nó đi không nói nha bạn. Bạn ơi, 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 bạn cái này là hình như mình nhớ thì là sao phòng bộ môn âm nhạc với tiếng Anh đó các bạn. Nè tối nay mình trốn không coi vô. Không mày, chỗ địa bàn của tao biến hết, đi okay. Ra. Ok. Bảy tiền rồi đấy. A few moments later. Rồi tới giờ nha các bạn, bây giờ mình đi kiếm mấy đứa nha các bạn. Mình bắt đầu đi kiếm mấy đứa nè. Đây là khung cảnh ở trường tiểu học nha các bạn. Mình sẽ kiếm bên đây trước tiên. Bây giờ mình kiếm là mình không bỏ sót chỗ nào luôn. Đây là phòng dụng cụ nha các bạn. Đấy, không có ai ở đây hết. Mình ra đi chỗ khác. Vô khuôn viên trường lớn nha các bạn. Cho nên cái mình sẽ cắt cái khúc nào mà mình đi kiếm đó các bạn. Mình sẽ cắt bớt nha các bạn. Mấy phòng được khóa cửa các bạn, không ai trốn đâu. Đây mình sẽ đi ra đây coi thử có ai trốn ngoài hè này không. Đấy, không có ai trốn thì mình sẽ ra ngoài này luôn. Là giết lầm của hơn bỏ sót. Rồi ở ngoài hè là không có ai hết. Bây giờ mình sẽ tập trung kiếm ở trong mấy phòng học nha các bạn.
Từ lẽ không có rồi. Tiếp theo mình sẽ kiếm dĩa này các bạn. Vô phòng này. Có ai đây không? Có ai đây không? Phòng này không có ai. Mấy chục phòng học này mà kiếm từ phòng tới chiều luôn. Hôm nay phá cửa rồi. Hôm nay cũng phá cửa luôn. Hôm nay phá cửa luôn. Kiếm ở dưới trước mình hả, lên lầu luôn các bạn. Mình dưới đây phá cửa chưa? Dưới đây phá cửa hết rồi. Trốn đồ mất tiêu bây giờ không biết. Rồi lên trên lầu. Sẽ kiếm ở đây. Ủa cũng phá cửa luôn. Ủa phá cửa chưa? Những đứa trốn đâu ta? Đây là khung cảnh ở trên lầu nhìn xuống nè các bạn. Ở trên nhìn xuống cũng không thấy đứa nào luôn. Kì gì? Đồng hồ cũng quá nha, nó trốn đâu vậy? Hư nhỏ Vinh. Đúng ở đây hả? Bị bắt hai đứa đầu tiên. Hai đứa bị bắt đầu tiên các bạn. Có không có gì cũng phải đi kiếm những thà giết lầm hơn bỏ sót. Tiếp theo qua đây nha các bạn. Mình sẽ kiếm ở đây. Coi dưới cầu thang này. Phòng này lên lầu luôn. Mấy các bạn nghe gì không? Mình nghe tiếng bước chân chạy nghe các bạn đó. Đây, mình sẽ đi lên lầu đây. Ai ngồi đó kìa các bạn? Ngồi đó luôn. Ở đường đâu chạy? Hồi nãy bắt được hai đứa đây các bạn. Để coi còn ai ở đây không nha. Lội ra đường lòn cái đằng sau kiếm luôn nha các bạn. Đằng kiếm sẽ kiếm không thấy nó chạy lòn với nhau. Đấy, đứa con đây nè. Đi xét luôn. Đi này dễ. Đây là mấy đứa bị bắt đi theo chơi các bạn. Chơi vui quá. Có đồ đi trốn đâu. Hãy giữ lại. Im đi. Cái này nãy mình bắt. Hồi nãy bé đi. Chỗ này nãy mình đi kiếm, nãy giờ mình đi kiếm 2-3 lần nha các bạn. Đây nè, chỗ này mình kiếm 2-3 lần. Chỗ này nãy mình bắt được Thư. Đi mình dính đây. Vàng Thư lớn. Hai đứa. Rồi đi kiếm. Tiếp theo còn mấy đứa bự không à. Mấy đứa nhỏ bị bắt hết rồi. Mấy đứa nhỏ bị bắt hết rồi, còn mấy đứa bự không à. Trốn đâu vậy? Làm gì à? Mày giấu mấy đứa phải không? Có vô trong tủ này không? Nó cười quá à. Cười quá nè. Cười có ai gì đây không?
Coi có ai chín nước ở đây không? Hàng chi? Hai người. Nhan nè, ở dưới ai? Thấy rồi, ở dưới rồi ai? Cháu cũng kính quá. Cháu cũng kính quá. Đúng là không thấy. Đúng là thấy bác Bảy không biết địa hình ghê bắt đầu rồi trốn rồi. Còn Khôi chàng lớn với Trâm Anh với Nhi bốn đứa rồi đi kiếm tiếp. Giờ bên này mình kiếm thử có đứa nào ra ngoài đây không bạn. Nãy giờ mình chưa kiếm ngoài này. Coi có đứa nào trốn thùng rác không? Biết đâu được, biết Khôi nó trốn rồi sao? Để Khôi nó trốn rồi sao? Lấp cậy vô nha. Lấp cậy nha. Hiện tại mà đó. Qua trốn thùng rác không? Không ai thiệt không? Thiệt không ai không? Dạ thiệt không ai không? Chưa nãy giờ. Cậu đâu có gì chốt đây đâu, hồi nãy còn một đứa nữa nha, còn ba đứa. Rồi đi. Bốn rồi nhờ anh ơi. Trâm Anh đi bắt chưa? Chưa. Cậu hồi đứa mắng. Cậu mình đứa mắng. Hồi nãy. Nghi lắm nè, ở đây. Cuối cùng rồi đó chứ, nó đâu vậy? Ủa ai mua đâu ra là một nơi. Đứa ra không ai chưa? Đúng rồi đâu ai đâu. Nam mô A Di Đà. Rồi à, một đứa. Còn Trâm Anh với anh Trang. Trâm Anh ơi con á. Còn Trâm Anh gì vậy? Trang Trang bự á. Hai đứa không biết nó trốn ở đâu nữa. Chỉ hai con thắng chắc luôn. Đứng cái trời. Con mệt phải quá à. Chạy thì mệt lắm. Ai biểu mày chạy. Chạy cái lò. Chạy gì bảy dí con mày dí hoài. Tao có thấy mẹ đâu đâu dí. Bảy dí sát chỗ con trốn không à. Ở đâu? Mẹ chờ trốn đâu? Con từ gần tim mà con mọc qua tới này ra tới xa ngoài luôn. Trốn gần tim. Còn Trâm Anh nó trốn đâu ra đi Trâm Anh. Trâm Anh người cuối cùng. Trời ơi, nó chạy lòn lòn kiếm mà cũng chết luôn. Đây Trâm Anh kiếm không được nó nha các bạn. Trâm Anh hôm trước là con chiếm khu sau mà. Con chạy vòng vòng khu sau mà. Trâm Anh thắng. Con gặp 72 lần luôn, 34 lần 7 không được con. Rồi người cuối cùng người còn cuối cùng là Trâm Anh như các bạn thắng được thưởng 30k. Yeah. Trốn tôi chưa coi hạng bà mà. Em gặp bác Bảy em té luôn. Bác Bảy kiếm bác Bảy mệt chết luôn. Mấy con chạy ở đằng sau nó liên thông với nhau. Mấy con chạy đằng đi đằng trước thì nó trốn bên kia đi bên đây. Nó trốn chỗ lồn bên kia. Cái tủ đồng với mấy em á con. Mà chơi hạng bác tụi đau đi. Vui không? Mà thấy vui không? Vui. 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 Bảy mệt cũng chết luôn. Ăn thùng rác luôn. Rồi nói chung là chơi vui là được rồi. Rồi video mình đến đây là hết nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì nhớ là bấm nút like, nút share, nút đăng ký để cho team mình có động lực ra nhiều video hơn nữa nha các bạn. Giờ xin chào và tạm biệt các bạn nha. Bye bye.